3.474 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An thu giữ ngày hôm qua, mùng 3 tháng 11 khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh. Khi tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô kéo rơ móc do anh Nguyễn Xuân Lịch, sinh năm 1985, trú tại xóm Bách Cả, xã Tiên Lục, huyện Lục Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển, lực lượng chức năng đã phát hiện trên container phía sau rơ móc chở 343 thùng rượu chứa 3.474 chai rượu các loại như Macallan, Ballantyne, Chivas 18. Tất cả đều do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên. Lái xe khai nhận được một người phụ nữ không rõ tên tuổi địa chỉ thuê vận chuyển từ Huế ra Hà Nội với giá cước 20 triệu đồng hiện công an huyện nghi lộc đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật